Nhằm tăng cường công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, quân khu 5 đã triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an ninh an toàn trước trong và sau đại hội. Tại Đà Nẵng, Đại tá Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu đối với các đơn vị tiểu đoàn trinh sát 32, tiểu đoàn đặc công 409, tiểu đoàn phòng hóa 78, tiểu đoàn tác chiến điện tử 97 Bộ Tham mưu và tiểu đoàn 3 Lữ đoàn thông tin 575 Phó Tư lệnh Kim Tham Mưu trưởng Quân khu yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt các chỉ thị mệnh lệnh của cấp trên về sẵn sàng chiến đấu, tăng cường luyện tập các phương án, quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí trang bị, khắc phục những tồn tại khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn tuyệt đối trước trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.